Sáng nay, Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng với các ông bà Trần Tuấn Lợi, Lê Thị Như Hồng, Đoàn Xuân Hiếu, Phan Thị Thúy Linh, Nguyễn Văn Hùng, Đinh Vui và Nguyễn Thị Anh Thảo, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ, có buổi tiếp xúc cử tri quận sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cho biết, kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra. Trên cơ sở thảo luận xem xét toàn diện các báo cáo tờ trình, Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 15, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 cùng 43 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác. Đây là những cơ chế chính sách có ý nghĩa quan trọng, tác động sâu rộng và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống người dân thành phố. Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ phấn khởi với kết quả kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố, nhắc là đã ban hành nhiều nghị quyết về chính sách an sinh xã hội cho người dân. Cử tri cũng đã phản ánh về các vấn đề về tình trạng ngập lụt trên địa bàn, chưa đảm bảo nạo vét cống rãnh, mương thoát nước tại đường Nguyễn Ngàn, ô nhiễm môi trường tại các lô đất trống, đền bù tái định cư. Cử tri cũng đặt câu hỏi về thời hạn hoàn thành các dự án trên địa bàn để sớm xây dựng thiết chế văn hóa tại đây.